Ủa nụ quá trời luôn nè. Hàng ơi, rẻ nè. Báo giá cái giật mình luôn. Chỉ có 50 ngàn. Hay còn được bao ship luôn nha cả nhà. Trung tâm phân phối mai giống Trích Chòi Bông, đảm bảo uy tín chất lượng, hân hạnh được phục vụ bà con. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà quay lại với kênh của Trích Chòi Bông nè. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em có một lô cúc thọ hương xả giá cực rẻ 50 ngàn thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem cây nha cả nhà. Wow, ngày hôm nay thì em sẽ có một cái lô cúc thọ hương giá cực rẻ luôn. Chỉ có 50 ngàn. Mà trời ơi, cây nó đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Đây, wow, gốc đây, củ thì nở nha. Ở uống dáng long luôn. Đây, số lượng có hạn nha cả nhà, chỉ có 50 ngàn thôi nha. À, 5 cây thì chúng ta được bao ship ha. Cây nào cũng như cây đó. Đây, rất là đẹp luôn nè. Đó, đế nè, củ nở ha, hình con hú tùm lum tùm la luôn. Đây, 50 ngàn nha. Xong, ngoài cái loại 50 ngàn thì chúng ta sẽ có một cái loại 80 ngàn. Trời ơi, 80 ngàn mà nó cao 80 xăng luôn cả nhà. Quá rẻ luôn, thành ra ngàn xăng ha. Đây, đó, cây này nè, cốt rất là to nha. Cốt rất là to. Chiều cao thì khoảng 60 đến 80, giá có 80 ngàn thôi. Cái này lấy bo vô tư luôn mấy anh chị ơi. Cô chú anh chị ơi, quá trời tuyệt vời ông mặt trời luôn nè. Đó, chỉ có 80 ngàn nha. 5 cây chúng ta được bao ship nha cả nhà. Đó, rồi tên tên, ngoài cái loại này thì chúng ta sẽ có một cái loại chơi Tết cúc thọ hương nữa đây. Đây cả nhà ơi, y chà, có nụ nha. Này có nụ nha cả nhà. Củ nè, củ to ghê không? Cốt chà bá luôn nha. Ồ, loại này em bán có 150 nha cả nhà. 150 bên em sẽ bao ship nếu chúng ta lấy 4 cây. Đó, đây là hàng cúc thọ hương 150 nha. Rồi, ngoài cái loại đó thì em sẽ có một cái loại cúc thọ hương ở trong chậu nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nha. Tên tên tên. Đây, hàng trong chậu. Trời ơi, cây này cũng có nụ luôn nè. Đây, ủa nụ quá trời luôn nè. Củ đế nè cả nhà. Loại này em bán 190 nha cả nhà. 190 mà 3 cây thì chúng ta được bao ship nha. Đây, cây chà bá luôn, có 190 nè. Nè cả nhà. Đó, cái này bị gãy rồi. Rồi, đây. Đó, như thế này giá có 190 thôi nha cả nhà. Ở bên em thì có rất là nhiều cái loại cúc thọ hương nha, từ 50 cho đến 190. À, và ngoài cái loại đó thì bên em sẽ giới thiệu với chúng ta một cái lô đại lộc nữa cả nhà ơi. Đây, hàng đại lộc đây. Đại lộc, trời ơi, thôi quá tí rồi. Lô này nụ nè, trời ơi em coi nụ nè, ghê chưa. Đó, đế con hú luôn. Đây, đèn ơi, rẻ nè, báo giá cái giật mình luôn. 160 thôi cả nhà, 160 thôi nha. Đó, 4 cây còn được bao ship luôn nha cả nhà, 160 nha. Rồi, loại đó thì em có loại lớn hơn nữa nè. Ý chà, wow, đây, đế đây, đế nươm ha. Rồi, nụ thì thôi khỏi phải chê. Rồi, cái này là 190 nha. Đó, nó có nhiều loại, nhiều giá, nhiều kiểu cả nhà. Mình thích loại nào thì cứ alo cho em nha. Trời ơi, cái cây này nè. Ui, nụ nó y như hột lúa luôn á. Nó vàng y như hột lúa luôn nè. Hả? Quá tuyệt vời. Đế, đế. Rồi, 190 nha cả nhà ơi. 190, 4 cây bao ship ha. Ai thích loại nào thì alo cho vườn mai nhà em nhé. Ngoài cúc thọ hương đại lộc, bên em còn có giảo Thủ Đức, giảo siêu nụ, giảo đọt đỏ, rất rất là nhiều cái loại hàng chơi Tết. Chúng ta hãy alo cho em nha. Xin cảm ơn.